Nay rét trời như thế này là cứ phải cái món vịt luộc cái này, chấm mắm tỏi này. Bác con trắng hay con màu xám? Trắng là vịt non, còn cá với con ba con kia là già. Thế thì con nào già đó không bác? Mất con trắng rồi. Hả? Bác con non. Trắng là vịt già lắm ngon. Nào rồi ăn đây, giờ bận ăn rồi. Già là vị hầm cơ. Già con vịt già mà. Hả? Bác con cái nào? Cái chó đó, cái kia, cái gà nó chui ra, tôi bảo. Thế Nga mà bắt rồi, bác. Các bác ơi, cái vịt, cái giống vịt mà ăn đầu năm đấy, vịt nuôi mộ này ăn nó giá trị đấy nhá. Bắt được kìa. Một con thôi. Thế đó. Cái giống thang riêng đấy, vịt thang riêng ăn nó ngọt lắm các bác. Trinh thì nếm được mắm của mình vừa đi. Vâng. Thiệt lắm ạ. Thiệt lắm. Đấy cứ mà. Đúng rồi. Chỉ cứ cắt cánh mà nhiều bác rồi. Vâng, thì vịt xong rồi nhá, cho vào luộc rồi. Bây giờ mình sẽ tẩy quả ớt để làm nước chấm. Bác hai ná để tí canh đi ạ. Ớt là nó mới đúng kiểu nước mắm tôm. Nóng mè chim cật. Thèm thịt canh rồi đấy. Vâng. Thịt canh quá. Mới có thử tiết đến giờ đã thèm ạ. Trước cửa mà chỗ gần là hòm quần áo, cái hòm sắt ở trước cửa. Hai em cho mình thịt canh này. Cảm thấy thì bây giờ thơm như này. Không có nước. Bác có biết đâu hoàng sắt không? Con tay. Vâng. Đây hai con được. Đây hai con. Cái nước mắm này nó thế. Tiết mục chương trình anh em mình tiếp tay nhanh không đông đấy, không đông cả hết. Cái nước trên là nước gì? Ra ra đĩa là ra ra thớt ạ. Vâng các bác ơi, cái món thịt canh này đánh đã đông sẵn rồi nhá, nhìn thèm ngon lắm. Thế bây giờ thì anh em gió quê bắt đầu thưởng thức. Xin mời các bác cùng thưởng thức cái món thịt canh này nữa. Con vịt trông thế mà nạc quá. Cứ uống cho nó dòng nước đã. Chảy gọi nước ra. Ôi, vịt quá đông, thối vừa ăn. Bác nào gọi vịt đông cũng được mà gọi vịt quá cũng được. Thơm ác mà. Vâng, còn cái món vịt nhá, bây giờ là 9 giờ mà băm một đĩa rồi các bác ơi. Cái là nóng rồi ha. Nóng lắm, đây hôm nay bác trưởng ban băm cái là cũng nguyên con vịt một đĩa. Hôm nay để một đĩa to một mâm thôi. Đấy, xin mời các bác cùng đánh chén này, vịt nóng nhá. Quá. Hà Chí uống rượu với ông không? Mai thôi mình gặp đúng mình ấy hả? Kia. Kia gặp đúng mình ấy hả? Chị ăn thịt vịt nhá. Chị ăn thịt vịt nhá, bà gỡ cho. Con này tài thế. Bọt.
ngọt. Đi mà bắt đầu quá hả? Anh để mâm cơ. Để ra đây này. Vâng, chuẩn bị tiết canh các bác ơi. À, đông. Đông. Đông sắn mà nhé, ơi giời ơi. Đông. Thôi. À. Mạnh bác. Sao khóa tiếp bạn? Xong rồi cái đĩa anh để vào. Vâng, tiết canh các bác ơi, hôm nay tiết canh em ăn xìa. Nhưng mọi khi thì ăn lúa để mà các bác cứ bỏ tiết canh ăn xìa. Hôm nay lúa ăn xìa ra đây này. Cái ngon quá. Ngon chứ, canh hôm nay hơi đậm đặc, ngon quá, ngon luôn. Bác nói thơm ạ. Điểm cái kia bác. 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 Điểm c